phẩm rất là đẹp ha. Đã, bắt đầu lên đường với Aki ha, ở Đắk Krông, Đắk Lây anh em nha. Này thì một đống vỉ bao quanh luôn ha, dài 36. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về đầu máy hay rơ móc như này thì xin vui lòng liên hệ với máy cày Vinh Quang ha. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cũng rất mong anh em cho một like đăng ký để video chạy nhanh hơn ha. Ok, chào tất cả anh em ha.